Cô đợi em tí. We have three picture together. I guess the about work. The first picture. Okay, the The first picture, there are two people. It's first a woman and a man and woman. picture. A woman. The man wears a blue shirt. Guess he about 30 years. About the woman. I guess she's about 25 years, still wearing a blue shirt. Inside, wearing a white shirt. Black skin. See, smiling. I guess they were discussing work on the table. There is a stack of paper. We can see the blue work. Thế được không? Lên nào, tranh một luôn á, lên Dạ. tranh một luôn, picture one, Can picture picture one one. the first picture I can see there are two people. They are men. He has a white skin, and he wearing a green shirt, and he wearing a yeah, cà vạt, em quên gọi là gì cơ nhỉ, Trang gọi và trang he wear a Thai tire a Thai and tire and they in the picture they woman, a woman. He is standing. He standing opposite the man, and she is smiling and happy. She has a brown skin and white teeth. She is wearing a white shirt and she wearing a blue sweatshirt, cái áo khoác ngoài của em gọi là sweatshirt đúng không Now this is cardigan. cô? Cardigan, cái áo này là loại áo len ấy. Cardigan. Cardigan. White shirt inside. I know why inside she carrying a paper and
In the picture, there is our Yes. table and and there is cái trên cái bàn gọi là em gọi là cái notebook Notebook ha. trên cái bàn there is notebook on the table. In the background, in the background, there is a blue wall, blue cái tường, Wow. tường là wall, đây Wow. là wall, Wow. there is wall, there is a blue wall, and there is a picture. Đã xong. Sau là Hết chưa? À thế rồi rồi. Rồi bây giờ xếp ý lại nhé. Thứ nhất là mình sẽ từ from the left to the right. From the front to the background to the back. So people nè. People nè. Appearance. Appearance and then action. Bây giờ miêu tả người rồi, miêu tả hết cái ngoại hình xong rồi mới qua hành động nhé. So in the picture they are in the picture there are two people. chữ gì bỏ Where is chứ it? Where? Giống nào where nào? where I think your The picture is taken in the room hả? vâng In the office. à your feet Okay, in the office. So there yeah are two people standing. Oh, there are two people. On the left, the woman. There are two people, a woman and a man. On the left, the woman is wearing the woman has dark skin, không có black skin nha, dark skin, white teeth. Okay, she is wearing a blue jeans. What else? Blue a blue Lua à cardigan, nhớ một cái thì thêm ờ vào ha. Cardigan and a white t-shirt, a white t-shirt White inside. shirt inside. White shirt inside. Yeah. She is là hành động nào. She Standing holding. and holding paper. Holding a document, a paper. Okay, a paper or a document. Okay. And smiling. Còn cái từ smiling thì lát nữa mình nói cái phần chung đi ha. Rồi. On the right nào. On the On right. the right. The man has And white skin has white and skin. a beard. Beard. What does it mean? This one. Beer. What does it mean? Dâu. Râu, râu vai nón á. Beard, beard. Rồi, tiếp nào. He is wearing a green Green shirt. So
Light, màu nhạt nhá. Light green shirt and a black tie. Hành động nè. Động They are nè. Hồi nãy nói là standing in front of the opposite the man cũng đúng nữa. Còn không thì mình nói cả hai người đang đứng đối diện nhau nhé. They are standing opposite each other. Hai người đó làm sao? Nhìn nhau và cười đúng không? Hoặc là vâng. discuss. They are looking at each other. Talking something. Không biết nó nói cái gì á. Rồi talking something. And smiling. Rồi, và tiếp ở giữa đúng không? Rồi in the middle nè. Ừ. Biết There's a table with a, này Dũng nói có chồng giấy đúng không? With vâng. a stack of paper. Super. Còn Linh bảo là notebook, cái đó không phải là notebook đâu, cái đó là nó có một cái từ chuyên về cái đồ kẹp giấy mà cô quên nữa rồi, đợi cô một chút nha, cô check cái từ paper clipper. Không phải clipper. Ok. Office supplies. Ok, this one. Đâu cái đó đâu mày nhỉ? Có không? Nhưng mày có không? Không có. Nhưng mày có không ta? Có cái hồi nãy mình, cái nào nó giống cái trong hình á? Nào. Kiểu nó chuyên về cái từ đó. Đó, đi xin. Có không, có cái đó không? Đây đây đây, clipboard. Thấy chưa nào? Mình dùng từ này nhé. Cái đồ kẹp giấy đúng không? Cái đó phải cái đồ kẹp giấy không? Một là mình nói là cái sách giấy cũng được. Còn không mình nói là sách tài liệu cũng được. Còn không mình nói được cái clipboard. Cái vòng mà mình bỏ giấy vào á. Ok. This one. So stack up paper or a stack of documents. Hoặc là mình sẽ nói là cô quên mất tiêu rồi. A clipboard. With a clipboard. Rồi, tiếp in the background nè. In the background. There is the wall. The wall is blue. And there is a big bag hanging. Nó được treo nhé. Hung hang hung là which is. Nó được treo nhé. Witchy hung on the wall. Cục ba đó. Được chưa nào? Rồi. Lên nói lại nào, lên nào. Lên nữa miêu tả là bức tranh được tập trung ở đâu, chụp ở đâu, sau đó miêu tả từ trái sang phải. Họ mặc cái, họ ngoại hình như thế nào, sau đó họ mặc cái gì và họ làm cái gì. Rồi cuối cùng mình miêu tả cái phong cảnh đằng sau nó có gì. Lên nào. Cô và bạn nó chưa cũng Không, đọc lại cái này, đọc lại đây nè. Hả, cô xem màn hình được không? picture is taken in the office. The picture is taken in the office. There are two people, man and woman. On the left, the woman has dark skin and white face. She is wearing loosely
Blue cardigan and a white shirt inside. He is Ừ. holding a paper. Right, the man has white skin and a beard. He wearing light green shirt and a black tie. He is standing opposite each other. Ừ. They are looking at each other, talking something and smiling. Ừ. In the middle, there is a table with a stack of paper. Ừ. In the background, the wall is blue and there is a big bed Hăng with ear hăng hăng hung hăng à with hăng hăng ừ hung on on the wall rồi picture two nè picture two à car park à two people on the left the man is bored. The man is bored. No hair. So is bored. Tính từ nhá, dùng cho cô is nè. Wearing glasses. What else? Kiểu đeo kính đi. Yeah, À, glasses. What else? cái gì nhỉ? Cái ông ấy đang holding drawing hay thì Holding drawing. Ok, là holding ốp, là ốp roll là paper. pro Ok, là roll là paper. What laptop, thâu laptop. else? Maybe laptop, Yes. right? So mình không chắc thì mình sẽ nói là something like a laptop. Something like a tablet. Wearing a watch. What else? A vest, brown hay màu đen đây, hả? A black vest, white, hả? White shirt, Bicycle blue, blue. blue, có blue, à blue jean, à quên, Blue jeans, woman nè, woman nè, the woman, cũng blue shirt, cái áo của người phụ nữ nhá, blue blouse, blouse à? blouse, cái áo không phải áo thun, không phải áo sơ mi, là không phải áo ba lỗ, áo này là áo kiểu á, cái áo kiểu á, thì mình sẽ xếp nó vào là blouse nhé, blouse. Tóc dài, à quên, chưa, Hả? long, yeah, Has hair, long yes, hair. curly, Long curly, carry a school bag. school Ok. Breathe. Hả? Đọc cho con nào. Breathe. bag, Breathe. Case. breathe, briefcase, Briefcase. briefcase. Ít nhé. Brief. Briefcase. Read, 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 Briefcase. case. Cái cặp đó tiếng Việt gọi là gì cái đó gọi là briefcase đó. Mà con biết tiếng Việt gọi là gì? Cái mà mình đi làm mình hay cầm á. Đúng không? Còn nếu mình không biết thì mình cứ gọi nó là bát nhé. Bà. Nhưng mà cô không biết tên tiếng Việt là gì. Cô quên mất cái chữ tiếng Việt của nó. Tự nhiên hay không giờ này quên. Briefcase. Cái này gọi là gì vậy? À? Cái này gọi là gì? À ý cô muốn nói về cái cặp đựng tài liệu á. Đúng rồi. Cái đây đó. Cái đây nha. Gọi là briefcase. What else? Blue blouse, gray
skirt. À rồi hành động chung nè, they are nè, walking. They are looking at each Anga, other, talking anga, something, okay. Looking at each other. À, còn chỗ này mình có thể nói là talking to each other cũng được nhé. À, talking to, walking, talking to each other and smiling. Rồi. Bức tranh được chụp hình ở car park smiling. during the day, daytime. Rồi. Hết chưa? Ở đằng sau Ở đằng à, sau có em gì không? Đằng sau có không gì không? Không có thì toàn thôi khỏi nói. cái À, ở đằng sau cùng lắm là thấy sunlight hả? Ceiling với lấy mấy cái cột. À, còn không mình nói tới đây được rồi nhé. Tại đằng sau cũng không có gì. Dũng nói đi. The picture is taken in the car park during the daytime. There are two people in the left. He The man bought Bold. he wearing glasses, watch black vest, white shirt and blue jeans. He holding a paper something like a laptop. In the right, the woman wearing blue blouse gray skirt on her hair Mất tiếng rồi. À, ai giống ai. Nghe không được, cái khúc cuối mất tiếng rồi. Linh nghe vậy không? Linh nghe rõ không? À, giống ai, giống nghe coi nói không? Em nghe được chứ có biết không? À, Dũng ơi. À, Dũng có nghe hả? À? Cái khúc cuối bị mất tiếng rồi hả Dũng? Rồi lên. Em có nghe mà Nhưng mà cái khúc em cuối có em nghe nói thấy là hai. tiếng nói rõ Nhưng mà à tầm. lúc cuối đâu em đã nói hết đâu giờ em Chưa, đang nãy nói mới tiếp nghe được cái chỗ này xong rồi em nói chưa tiếp nói đi, khúc cuối nói cái khúc đây đi. khúc đấy briefcase. They are working, talking to each Lên nè. other and Nhức đầu smiling. quá Thank Dũng. Nhất nó giật 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 cái nhức đầu quá Dũng nè, lên nè. you. Nói lại tranh bạn đẹp Nó phố. là tranh số 2 á. The picture is taken in car park during the daytime. There are two people on the left of the picture. On the left of the picture, the man is wearing the man
y ba, nó gọi là ba, cô là nó ba hơn hay là ban nhỉ? Board, Ở bồ board. men y the man and he wearing grassy and a vest. He wearing a black vest, white shirt and blue jeans. He holding a roll of paper, something like a laptop or tablet. On the right of the picture, the woman has a long curly hair. She wearing blue black. Blouse, blouse. He wearing a blue blouse and gray shirt. On the hand, she is holding a briefcase. 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 Case. There, case, briefcase. Case. He is holding a briefcase. They are walking and talking to each other and smiling. Ok, xong. À, picture Picture 3. tree. Cũng The picture taken in the office. taken There are two people during the during daytime. daytime. Because I can see Sunshine. the sunshine. Yes, I can see the sunshine. On the left, there are two Two people people who on the beach on on the the left of left the old man. the older man Oh, the man. has. Yes, curly Da này da curl. da nâu hay là da trắng? Này là da trắng, Ông này white là skin. da trắng hay là da hả? White White skin hả? He has skin. white skin. Short or long Short hair? hair. Short hair, short curly or straight hair? Curly hair. Short curly hair. What Wearing wearing? white White shirt. And and glasses. glasses, Glasses. He's holding holding a paper, paper. a document. A paper. A paper nó mới nghĩa là báo nhé, thì mình dùng từ document. He is stand Standing. he holding a document, standing and Yes. listening carefully to the to the other. Okay, on the right. On the right, the younger man has Has been brown, dark skin. dark skin.
XP. À, là short. Sắp À, short hè. black hair. Tại không biết cái tóc nó thẳng hay là cong thì để nó qua bên lấy màu gắn vô ha. Short black hair. He is wearing. Wearing cũng từ kia áo này cũng Caro caro, caro a jack shirt. Caro shirt á. A jack shirt. Caro là tiếng Việt nha. Rồi, shirt. a jack shirt. Rồi. And sitting under chair. Ông đang làm gì nhỉ? He is Đang gesturing. Ông ấy đang ra điệu bộ đó. And explaining something to nghe the older man. To the older man. Rồi xong. In the background nè. background. There is. Có cái gì ở background đây? À, có cái computer. Computer, laptop, or desktop? Desktop. 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 There is a desktop computer. And a keyboard. Nhưng mà mình không dùng and nữa. Dùng cho cô cái từ này nó lên chút nha. A company là đi kèm với. Accompanied with a keyboard. Keyboard. Rồi, còn gì nữa không? The wall is white. Rồi thêm một câu kết bài nè. Căn phòng nhìn nó là sao? And the office looks. Lúc Căn đã phòng nhìn clean nó là vậy. sao? Clean, bright, clean and comfortable to work nhé. Comfortable. Comfortable to work. Rồi Dũng đọc đi. Dạ vâng. The picture is taken in the office during the daytime because the eye can see the sunshine. There are two people on the left. The old man has white skin, short curly hair. He wearing a white shirt and glasses. He holding a document, standing and listening carefully to the other. On the right, the younger man has dark skin, short black hair. He is wearing a check shirt and sitting on the chair. He questioning and explaining something to the old man in the background. There is a desktop computer, Accompanied. a company with keyboard. The wall is white. And the office look bright, clean and comfortable Nào giống nào. Gesturing. to work. Chestering. Explaining. Expanding. Explaining. Expanding. Blend, plan á, explaining. Explaining. Background. Background. Accompanied. Company, Keyboard. keyboard, Board. board, Không có board nha, board. board, Board. keyboard, Comfortable. 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 Lên nào. The picture is taken in the office
During daytime. Ừ. Oh, I can see the sunshine. There are two people in the picture. On the left, the older man has white skin and soft curly hair. He is wearing a white shirt and glasses. He is holding a document, standing and listening carefully to each other. On the right, the younger man has dark skin and soft red hair. He is wearing checked skirt and sitting on the chair. He is gesturing and explaining something to the older man. In the background, there is a desktop accompanies with a paper on the table. The wall is white and the office looks bright, clean and comfortable to work. And keyboard, People. key wall, wall, đọc chữ wall xong đá cái lưỡi lên, wall. Wow. Ok, Wow. this one. Dũng đọc câu hỏi cho con nào. Dũng. What do you do? What are you doing there đây? What are you doing? Ok, listen. Nghe lại là trả lời nhé. Two point two. À, two point two. Bữa nào làm đúng hết thì nói cô em đúng hết rồi nhé. Cô không nói là biết là có sai. À, two point two. 2.2. 1. So tell me, what do you do? I'm a sales rep. Who do you work for? I work for a company that produces software. 2. I've not seen you at work for ages. What are you doing these days? I'm traveling a lot more. So that's why I never see you. What are you working on at the moment? I'm working with our new suppliers in Hungary and Poland. We're setting up a new ordering system. Sounds great. 3. Hi, what are you doing? I'm just finishing this report. Got time for a coffee? Give me a minute. Number one, Lynn, what do you do? Number Amber one là Number one. Hả? Analyst self rep. I'm a sales rep. Sales rep. Dũng, what are you doing these days? Traveling a lot more. Number three, Linh, what are you doing? I'm just finishing this report. This Có report, làm đúng hết à? time No, no, for no, no, no. That's enough. I'm just finishing this report. Làm đúng không? đúng Đúng bao nhiêu câu? đúng hết luôn quả cái này Cắt dễ không? quá cắt luôn quả Really? really Hành động đang diễn ra là am nhé. Tôi đang làm gì nhé? À, hành động nè. À, nói về một sự thật. Hoặc là một trạng thái lâu dài. À, trạng thái lâu dài. Hoặc là vĩnh vĩnh cửu, vĩnh viễn đó. Kiểu là tôi sống ở Hà Nội mà dùng hiện tại đơn, tức là tôi sống đó luôn, là tôi đang sống ở Hà Nội thì là tạm thời thôi. À, vĩnh viễn thì mình sẽ dùng hiện tại đơn. Rồi, nói về một trạng thái tạm thời. Sống tạm thời ở Hà Nội, sống tạm thời ở Bắc Giang, hoặc là một hành động đang diễn ra.
Hành động. Ừ. Đang diễn ra tại thời điểm nước. Dùng hiện tại tiếp diễn. SD và bình phong. Hãy to the next one. Lên đọc câu hỏi nè. Một câu hỏi Lên. Ừ. what Notaria tried to do Ừ. was rocking Ừ. was broken Ừ. what's your hand doing Ừ. this week Ừ. who is going for lunch. Okay. Listen to part three. 2.3 One. Technical support. Aiden speaking. Hi, Aiden. Who am I speaking to? Sorry, this is Nadira. I'm trying to access my customer files, but the computer isn't accepting my login. The login details are still the same, aren't they? The first four letters of my name, NADI, then the last four of my mobile number, 1374. Yes, that's right. But you're not the first person to call me today. There's a problem with the server. Ah, is somebody working on it at the moment? Yes, I am. But it's not easy because I'm on my own here. Everybody else is having lunch. Try again in half an hour. Okay, Aiden. Thanks. Two. Good to see you again, Johan. Yes, you too, Annabelle. Are you staying here all week? Yes, I am. I'm giving a training course. So, who are you training this time? It's a group of six people. They all work in telesales. Ah, yes. I know Sonia and her team. So, is it going well? Yes, they're making good progress. Do you work with the telesales team then? No, I don't. But we have lunch together from time to time. Well, I'm going to a restaurant with them right now. Do you want to come? Oh, sorry. But I always go to the gym on Wednesdays. Okay. Number one. What's Nadira trying to do? Linh nào? Chatting Linh Linh để cho Linh. Linh trả lời đi. She's trying to accept her customer file. She's trying to access her customer files. Giống, what's her login Login information. information? Her name, mobile Login. number. Login. And Lock. thông tin đăng nhập đó nè. And I NADI. and And then the last four ừ. of my mobile phone number. What is it? What is cái đoạn bên dưới one seven four đấy Okay, one. one three seven Okay. NADI and the last for her mobile number, not mine nha. Không có mình trong đó đâu. À, her mobile number. So NADI 1374. Right. Number 3, Lynn. What's the problem? The The problems. There's a problem with the server. Number 2. problem Numbers conversation to number 1. Dũng nào. What's John Han doing this week? is a super. He core. He's again. He is leaving a training core.
He He's giving a training course. Then how with he giving a training course with with a group of six people. a group of six people. Young, who's Dạ going vâng. for lunch? Who's going for lunch? I think telesale Telesale teams. It means a group of six people. They work in telesales. So the answer is telesales team. And John Han say, we have lunch together. So it means John Han. John Han's and telesales team is going for lunch together. Is going for lunch together. Exercise 7 nè. Làm đúng mấy câu ấy Dũng? Em tưởng là chỉ có mỗi tele sale team thôi, còn thêm ai nữa không? Ổng ăn với telesale team. Vâng. Thì ổng Đúng với rồi. telesale team. À đúng 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 Sao ổng không ý đi được? Ổng nói tôi đi mà. vâng thì em đúng được rơi vào sai mất câu. Câu 2 đúng không? Vâng. Linh đúng hết không? Bạn Minh chắc đúng hết rồi. Đang hỏi Linh mà Không chắc không đúng đâu. là cô hạ. Vẫn sai câu 2 thấy Câu chưa? 2 ông chị Hiền Hương. Em chị Hiền Hương DAMT em đâu mà không? Hương number. Không, em ghi mỗi Hương em Hương mobile number em không ghi là em ăn. Ok, từ từ login là thông tin mà mình phải định hình nhé. Mình phải định hình cái dạng thông tin mình cần viết là chữ hay là số hay là cả số là chữ. Dũng number one à. Dạ, từ từ cô. Number one. Who I Who am I? speaking to Speaking to Linh nào? sorry, this is Nara. I'm trying to access my customer file. As the computer isn't accepting my login. Giống The blocking with server server. somebody working one is at the Linh nào? moment. Yes, I am. But yes, I am, but it is not easy because I'm on my own here. Everybody else is having lunch. Ok. Exercise 7 giống number Thế mình đó. one. Rồi, cái bài này em chưa làm. Chưa làm được thì hai đứa đóng vai nhé. Hai đứa đóng vai nhé. Có hai đứa với ai với em. Rồi, Linh nào. Linh. Linh ai Dũng đi được. Em chắc em chưa nhìn thấy. Hả? Technical Đây đây. support. Technical support. Adrian speaking. Hai. Hi Adam. Hai Adam. What? Who are speaking to? Sorry. This is Nadira. I'm trying to accept my customer file. But the computer isn't accepting my login. The login details are still the same as they. The first four letters of my name, NADI, then the last four of my mobile phone number, 1374. Đấy. Tới lượt ai rồi? Yes, that's right. But you are not the first person to call me today.
the problem with the server? Somebody working is at the moment. Only. Yes, but it's not easy. Call, on my own here. Everybody else is having lunch. Try in half an hour. Okay, I didn't. Thanks. Chưa nào. Number two. Good to see you again, Johan. Yes, you too. And Annabelle, Annabelle, Annabelle á. Annabelle. Are you staying here always? Yes, I am. I'm leaving a training course. So, who are you training this time? It's a group of six people. They all work in telesales. Yes, I know Sunya and her team. So, it is going well. Yes, they are making good progress. Do you work with the telesale team then? No, I don't. But we have a lunch together from time to time. Well, I'm going to a restaurant with them right now. Do you want to come? Sorry, but I always go to the gym on Wednesday. Ok, giống nào? And Mobile. mobile Make good progress. make good progress. 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 Restaurant. Rest. Restaurant. Restaurant. Like this. Restaurant. 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 Okay. Restaurant. Exercise. This one. The phone number. Phone number and the code. Listen now. Two point four. 2.4. My landline is 01865 556 767. Sorry, 556 767. If there's no answer on that number, he can try my mobile number. That's 06 25 97 8033. Those are UK numbers. If he's phoning from Germany, the code is 0044. 0044. Okay. Link number one, the mobile phone number, mobile number. Oh, 6 2 5 9 7 8 0 3 8 0 3. Giống nào? The code for UK. UK double 4. O O double 4. Okay, O O double 4. Double 0 double 4. Double 0 double 4. This one. 80, huh? 80, this one, 80, double o, the last one, listen, cô xử nhanh vào này nhé. Six. 2 4 6.
2.6. 1. Ackers and Shipton, how can I help you? Is Mrs. Ackers there, please? Speaking. Who's calling, please? This is Simon Iago from AOS, Ace Office Supplies. What can I do for you, Mr. Iago? I'm calling to offer you a special price on printers, Mrs. Ackers. I'm sorry, I'm busy at the moment. Can I call you back tomorrow? Sorry, but I'm out of the office tomorrow. But thanks for calling. Goodbye. You're welcome. Goodbye. 2. BFC Consulting, Ralph Gutterson speaking. Hello, could I speak to Leo Kelleher, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Could I leave a message? Yes, of course. Could I have your name, please? This is Natalie Kent from NT Consulting. Could you ask Leo to call me back? It's quite urgent. He's got my number. Yes, sure. Could you tell me what it's about? Yes, I'm phoning to offer him some consultancy work. Okay. I'll give Leo the message. Thanks for your help. Goodbye. À, Dũng đọc bên trái, Linh đọc bên phải. Hả? Hai sinh năm không sửa không? Bài sinh năm Dũng có làm không? Dạ. Dũng có làm bài năm không? Bài năm thì dành tên thôi đúng không? Ờ. Thì cứ thôi, cứ làm nốt bài 2.6. Lát cô sửa nhá, làm 2.6, lát cô sửa nhá. Linh nè, à, Dũng đọc bên trái, Linh đọc bên phải nè. Dạ. Thì Miss Ackers there, please. Speaking. Who's calling, please? This is Simon Iago from AOS. What can I do for you? I'm calling to offer you a special price on printer. Can I call you back tomorrow? Sorry, but I'm out of the office tomorrow. Thanks for calling. You are welcome. Goodbye. Okay. There are two conversations. Which conversations? Someone calls and asks to speak to one your colleague who isn't there. B, someone calls trying to sell something to you. So A and B match with conversation 1 and conversation 2. Linna. 1 or 2? One. Ask for the college, right? And selling something. 1 or 2? Conversation 1 with A or B? Conversation 1 with? Sell something nhá. Sell something. Bán cái gì đó. And number two, ask for the colleague who isn't there in the office. Okay. Cô sửa cái thằng số 5 nè. Lên number 1 nè. Cô sửa nhanh để cô vào phần bức tranh nhé. Đem. E-L-E-S-T-O-N. Again. This one. Again. G. G. E. G. E. E. Ủa? E. E. Sao em không nhìn thấy màn hình cô nhỉ? Em không thấy màn hình, là mạng của em yếu quá vậy.
Hả? E O Ừ. F E C L D L E S S T O C-O-N. Chắc Dũng chưa làm đâu. Năm bà chưa luôn luôn nào. N. Tu là A Ai ai E ai tên đầu ai L A A L I N Y E S Y Y N Y à. A R E E I I S Dũng thấy màn hình chưa? Đã em thấy rồi, nãy em bị mất. Thế là em thoát ra lại vào, lại quá. Ok. Thì em mạng em yếu đó. Trời Ôi là... ơi, giống ai. Ôi hôm nay Đây. em đi phải hai quán rồi. Quán Thôi 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 Viettel, thôi thôi. Hả? quán Mobifone cũng Ủa, không. alo, chủ nhật mà, Dũng, chủ nhật mà. Không, chủ nhật họ vẫn mở mà. Ừ, chủ nhật mở đâu? Không, có mấy cái quái không có. Em gọi hết các quán rồi. Sao mua xin lậu? Không, làm sao đi tới Không, em cửa đi hàng tới hết. Viettel? Không phải cửa Vâng. hàng Viettel, cái địa điểm làm sim á. Có hết. Em đi đâu? Em ở Hà Cô Nội em làm có hết nữa. có cô đi làm một sim, cô mua một cái sim 50.000 với lại cái tiền cước mỗi tháng là 90.000. Mỗi tháng 90.000, tốc độ không giới hạn, tốc độ cao luôn á. Cô dạy học mà không lag là em biết rồi đó. Cô dùng cái mạng đó mà cô dạy một lớp 40 đứa sinh viên online mà cái mạng cô không lag là em biết nó mạnh cỡ nào không? Mà một tháng chỉ có 90.000 thôi, không giới hạn Ôi, tốc độ. em gọi hết rồi, không có. Có Lúc người ta bảo không, những cái quái không còn nữa rồi. không, cô Em thấy còn còn thề. Em thề à. không. Thế em lên trên Viettel á, em gõ ghi là gói cước không giới hạn 90k rồi nó ra thông tin á. À, rồi thì tả tranh nè, picture one nè, link nè, link nói cho cô tất cả những từ trong picture one nè, từ vựng thôi cũng được. Là mô tả khăn đó Picture one em thấy cái gì trong đó? woman. À, woman. Ừ. Desktop. Desktop. Computer. Chair and table. Chair table. How Tablet. about the tablet à? Tablet. The woman là Black black hair, long black hair, hand. no shoulder length à. Shoulder length, what does it mean? Không Shoulder length, không không. ngang ngang vai. Ok, what else? Số Shirt, số stripe, stripe, shirt, stripe, what does it mean? Stripe, Chị this one, what does it mean? Stripe là cái gì đẹp. nhỉ? Cái gì đó? Chị đừng đẹp. Kẻ sọc, stripe. What else? White skin. White skin. She has white skin. Dũng nào? Còn gì nữa Dũng? Rồi Dũng đâu rồi? Dũng. Dũng ghép câu đi. The picture Dạ is em taken. đây. The picture is taken now. Dạ vào picture e second one the In the office, office. During during the giờ đây đây tham daytime.
Rồi. In the middle nào. In the Ừ. There is middle. woman. Woman. She Woman. Dạ. has. Có gì đây? She had black hair. Sao sao hết black hair. Shoulder À, so the land black len. hair. Len, len, len. Len phải là Land. len nhé, mà là len. Len. À, black hair. What else? And white. Trip White see skin. She is wearing now. Đang mặc cái gì đây? wearing chip Striped. Striped t-shirt. chạy Striped t-shirt. Mẹ cô gọi t-shirt nhầm đó. T-shirt. What else? And a one thêm quá. watch. What is she holding? What is she À, doing? She is he holding the phone, cái điện thoại. She And talking on the phone. Talking on the phone and holding a tablet in one hand. Rồi bà đang làm gì nè? She is sitting on the Sitting chair. on Talking on the phone and holding a table. Rồi. In the background nè. À. In the background nào Dũng nè. Nghe con nói không? chair. In the background, I can see. Đã có, em vẫn nghe cô mà. Em nghe rõ một từng câu từng chữ. Câu hỏi nãy giờ rồi em mới trả lời, nó bị lag rồi đó. Rồi, in the background, there is. There nãy giờ em gặp muốn nói nhưng không chưa biết nói gì. Em chỉ nhìn thấy mỗi có mỗi cái khoảng trắng hết, không thấy gì. Hết. Lên nào, lên nào, lên nào, in the background. Lên nào. Sao À. Window. Window. À Đâu, đúng. bà đây nghe. Bạn There's này white a white wall. Desktop computer. The đều cho wall vừa is y white. bài And the office is. Dùng lại cái câu hồi nãy ở phía bên kia nè. Căn phòng nó ra nè. Sáng sủa nè. Bright. rise and And clean. clean. Dũng đọc lại nè. Đây, 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 em tắt mic. Em đọc lại the picture is taken in the daytime in the middle there is a woman she has black hair and white skin she wearing trip T-shirt and Striped. as a stripe the T-shirt and what she sitting on the chair talking on the phone and holding a table in one hand in the background there is desktop computer the world white and the office bright and Ok, rồi nghe á, ở trong tiếng Anh mà để mình đọc cho gọi là nhấn âm ấy, nó gọi là nhấn, ví dụ như là cô gõ từ picture đi, picture là nó nhấn âm mấy nha, nhấn âm một đúng không, nên cô mới đọc là gì, cô đọc là gì, pick,
Picture. Cái này cô không gọi được. Hả? Picture là nó nhắn âm một. Thì cái này gọi là nhắn từ nha. Thế bây giờ mình nhắn câu nha. Quy tắc nhắn câu nè. Người ta gọi là sentence stress. Sentence stress gọi là nhắn câu. Tức là trọng âm của câu thì nó sẽ như thế nào? À, vậy thì mình sẽ nhắn nè. Nhắn tính từ, nhắn trạng từ, nhắn danh từ, nhắn động từ. À, nhắn những từ có ý nghĩa về mặt nội dung người ta gọi là content word, từ mang ý nghĩa về mặt nội dung nhé. Từ mang nội dung tức là em nhìn vô em dịch được, còn những cái từ khác dịch không có được, là những cái giới từ và diaries là nó không có mang ý nghĩa về mặt nội dung. Ví dụ nội dung ở đây sẽ là từ gì? Picture, à, taken, office, à, daytime. Và mình sẽ đọc nhắn, tức là mình sẽ đọc rõ cái phần đó, còn những cái kia mình có thể không đọc rõ, là quy tắc thứ nhất nha. Quy tắc thứ hai là khi mình liệt kê A, B, C and D, thì khi liệt kê mình sẽ lên giọng. Sau khi mình liệt kê cái phần đó và mình sẽ xuống giọng ở cuối câu nhé. Xuống giọng ở cuối câu. Ha, xuống giọng ở cuối câu. Rồi ví dụ nhé. The picture is taken in the office during the daytime. Đây cái dấu chấm nè, mình sẽ xuống giọng. À, picture is taken in the office during the daytime. Tức là mình sẽ đọc rõ bốn cái âm mang ý nghĩa về mặt nội dung. Được chưa nào? Vậy thì trong câu số 2 mình sẽ đọc sao Linh nè? In the middle, they À. woman. Đúng rồi. À, từ mang nghĩa là nội dung là ba, là những cái từ mà mình có thể dịch được sang tiếng Việt nhé, tức là nó có nghĩa show the land black hair, là cô đang liệt kê là cô đọc cao lên nhé, show the land black hair and white skin. À, white skin tức là cũng đọc rõ nhưng mà mình xuống giọng. Dũng nào. She has so black hair and white skin. Ừ, tức là cái intonation nó cũng chấm điểm, How nó cũng chấm, à, nó cũng chấm điểm cho phần đọc lên xuống nè. À, lên nè thì chỗ t-shirt sẽ đi lên, và tức là đọc rõ cái khúc này nhưng mà t-shirt sẽ đi lên and watch đi xuống. Lên nè. Lên nè. can. She wearing child. She wearing child t-shirt and what? Watch. She's wearing striped Watch. t-shirt and a watch. À. Rồi bắt đầu mình liệt kê nhé. Sitting on the chair, talking on the phone. À, đã có một chút cô tô mà. Sitting on the chair. À, sitting on the chair. Sitting on the chair. À, không có chữ the nhé. Sitting on the chair, talking on the phone. Đã nghe được hai chữ vậy, talking on the phone. À, talking on the phone and holding a tablet. Holding a tablet. Chúng ta chỉ nghe rõ được cái từ tablet. In one hand. Yeah. In one hand. Đây, là giống nào? Ui. She. Đây, cô vẽ cho đi lên nhé. She's Ok. em chưa học cái bây giờ hơi ngại ngại. Không. Không phải tập đọc cho dần quen thì trước cô không có dạy, tại vì mình cần từ ấy thì mình quen từ rồi bắt đầu mình đến tập đọc nè. She's She sitting on the she sitting on the chair, talking on holding a tablet in one hand. Không? Để em tập đọc lại cái này. À, không phải Nó về tập đọc đó cô, lát nữa cô gửi cho một cái link của cái bản tin VOA lên hiển lại sẽ học tiếng Anh, học tiếng Anh đấy. À, cái người đọc báo họ đọc lên giọng xuống giọng rất là rõ nhá. Mình về mình nghe cái phần đó, một ngày nghe một bài đi, một bài có 5 phút à. À, in the background there is a desktop computer, tại vì chỗ này có dấu chấm nên cô đi xuống nhá. In the background, there's a desktop computer. The wall is white and the office is bright and clean. À,
The wall is white. The wall is white. And the office is bright and clean. The office is bright and clean. Lần nào? In the background, there is a desktop computer. The wall is bright and the office is bright and clean. Ok, về luyện đọc nhé. Cái phần intonation nó cũng tính cho phần điểm là điểm phát âm nè. Điểm phát âm là tiếng âm đuôi nè. Ở trong phần phát âm nó có âm đuôi nè, âm nối nè, và nhấn âm nè, và phát âm rõ bằng. Là trong phần phát âm thôi đó. Tức là trong phần thi nói là nó chấm ngữ pháp, từ vựng, ý diễn đạt, ý mạch lạc và phát âm. Trong phát âm thì nó lại có nó có ngữ điệu nè, nhấn âm, nhấn lên xuống, phát âm đuôi. Đó. Cô đọc lại nè. The picture is taken in the office during the daytime. In the middle, there's a woman. She has shoulder-length black hair and white skin. She's wearing striped t-shirt and a watch. She's sitting on the chair, talking on the phone, and holding a tablet in one hand. In the background, there's a desktop computer. The wall is white, and the office is bright and clean. Còn không, mình không nhắn được thì làm cho cô một cái bước đầu tiên cho nó dễ ăn cái là em liệt kê thì đọc cho cô đi lên và cuối câu đi xuống cho cô cái là được. Mình tập trước đi thì sau này nó còn có những cái quy tắc khác nữa mà mình học từ từ lên. Rồi, bức tranh số 2 nè. Dinh Linh nói trước đi. Hồi nãy giờ Linh nói rồi Dũng nói trước đi. Cho Linh bổ sung đâu. Sao? Em nói, bạn Linh và anh xin nói gì hết. Không, hồi nãy Linh nó nói biết chờ đầu rồi. Bây giờ là em nói trước, lát thiếu Linh bổ sung. The picture is taken there. Đúng rồi, the picture is taken. Indeed. During daytime. Đúng rồi. Có những câu thủ tục là dung. Nó cho mình 45 giây là mình vô, mình phải nói ngay. Và nói cho đủ từ nha, nói ít từ là thôi rớt xuống. Cho nên phải cho nhiều từ vào. Trong vòng 45 giây phải nói được tầm 150 từ đó. The picture is taken in the office during the daytime. During the daytime, in the middle, I can see the man. And wearing a t-shirt inside a dress shirt and cái áo bên trong là em chỉ biết được white shirt. White shirt, bên trong là gì? Nãy cô mới dạy sao? Chứ rồi em lại quên mất cái từ đấy. Em inside. Inside, cái từ inside. Nhưng mà bên trong phải áo sơ mi không? Hay là áo thun nhỏ, áo thun hay sao á? T-shirt không thôi. Áo phông thôi, t-shirt inside. Vâng. Rồi, Linh nào. He has. He has brown hair. Brown hair. And white skin có đâu không? White skin. And bear. Beard. Bear là con gấu nha. Beard. Đọc cho con là beard. Nhưng beard. Mà không có phải đọc là beard luôn mà mình nối hai cái chữ đó lại với nhau. Beard. Beard. White skin beard. And a beard. Beard. Bi và ợt nhé. Bi với ợt. Nhưng mà ghép lại. Cái chữ ợt đọc ít thôi. Beard. 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 Tiếp nào. He's talking. He hold on. Talking on the. Talking on the phone. And. Tay còn lại là ông đang làm gì á? Typing. 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 Type hay là mình dùng từ touching đi nhé. Mình dùng là ổng đang chạm vào cái con chuột máy tính nhé. Hoặc là chạm vào cái máy tính. Chạm vào cái laptop ha. He's talking on the phone and touching the keyboard of the keyboard of a laptop. The keyboard of the laptop.
Laptop. Tiếp nào. On the background. À, in the background. In the background. There are also Window. window ạ. There are many windows. Giữa đằng sau cũng có cái gì Đằng sau có á? many desktop cũng. Okay. There are also many laptops nhé. There are also many desktops. Lớn hay nhỏ? Window. Từ từ để cô tính. Tại vì Cái mình này miêu nhỏ tả nữa. ở nhỏ thôi. There are Nhỏ. also many small desktops on the table On behind him. Cộng với những cái gì nhỉ? Mấy cái máy tính nhỏ cộng với mấy cái đồ dùng văn phòng mình gọi là gì? School gì nhỉ? table. School supplies. School supplies. Sorry, office supplies. Office Office. supplies. Office supplies. School là ở trường rồi. On the table behind him. Rồi tiếp nữa nào. In the In background. the background, there are many Many windows. windows. Hồi nãy mình dùng there are. Còn tức là có nhiều ô cửa sổ. Có nhiều ô cửa sổ. Many Còn cái gì không? Còn cái câu nào nói về cái cửa sổ không? Hay là chỉ có nhiêu đó thôi? chỗ trong suốt Trong không suốt, còn từ nào nữa nè? Thì cô dùng cái từ cửa kính nhé. Glass window nhé. Glass window. With black borders. Nó có viền màu đen. Được chưa? Rồi, ghép lại cái câu lúc nãy cô có dạy là gì? Căn phòng nó sao? Như nó cũng có cái sàn nhà, cái gì đó. Cái tường, the wall. Never And the room. The office. in white. Perfect, bright Ok, and look bright. clean. Đúng rồi, dùng lại câu đó. Tức là sao? Sẽ có những cụm từ mà đi thi mà lỡ mình gặp trúng cái hình mà nó có cái cụm từ tương tự thì mình lấy lại nhé. Là mình nói look bright, clean and comfortable to work. Rồi Dũng đọc đi. Lên nói hết trơn rồi, Dũng đọc nè. The picture is taken in the picture during the daytime in the middle. There is a man. He is wearing a shirt and a white t-shirt inside. He has brown hair, white skin, and a beard. Talking on the phone and touching the keyboard of a laptop. There are also many small desktops and office supplies on the table behind him. In the background, there are many glass. A window with black borders. Two point six. The wall is One. white and the office look bright, clean, and comfortable. Chưa. Rồi, muốn thi được B2 là cái phần picture là phải nói được nhiêu đây á? 93 từ, khoảng từ 93 tới 100 từ là được B2. Nhưng mà cộng với phát âm đúng nha, phát âm đúng, rõ và phải có ngữ điệu nha. Được chưa?
À, còn sắp tới là mình học thêm những cái bức tranh phức tạp hơn chứ không phải là như vậy. Cô giao bài tập về nhà nè, hồi nãy cái phần ba bức tranh đầu tiên á là cô chỉ viết bức tranh 1 với bức tranh số 3 thôi. Vậy thì cái bức tranh số 2 cô sẽ tô màu nhé. Cô tô màu đỏ, hai đứa về cũng tập viết nhưng mà dạng hình câu đầy đủ luôn nha. Được chưa? Tức là phải viết từ hết trong cái bài này. Cái bức tranh mà cô viết rồi thì mình về mình chỉ cần chép lại thôi để cho mình nhớ cái cách nói. À, nhiều khi mà đi thi mà ngồi rặn ra công thức ở chỗ này mình chia thì gì thôi là nó hết giờ rồi. Cho nên mình bắt buộc phải nói cho quen miệng á. À, thứ nhất là về viết lại hết bài nhưng mà cái phần chỗ đây là không có được viết giống như cô mà là phải viết thành một bài văn luôn nhé. Một đoạn ít nhất là 100 từ đó, chia từ vào, chia cấu trúc giống như hồi nãy mình làm ở dưới cái đoạn dưới đây. À, cái thứ hai nữa là về làm cho cô phần này. Tại hôm nay cô chưa có dạy thêm từ vựng của cái bài đây nên cô sẽ không yêu cầu làm bài. Mà là về nhà mô tả cho cô bốn bức tranh này. Không có gom một lúc bốn bức tranh miêu tả mà là mỗi bức tranh là miêu tả khoảng 100 từ nha. Được không? Tức là cái phần thi nói viết của mình nó có nhiều phần, cô đang chia từ 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 ra. À, bài tập về nhà nè. Bài tập về nhà thứ nhất là viết từ, bao gồm cái phần viết lại cái hình màu đỏ nha. Cô ghi màu đỏ cho cô. Sao Dũng? Hả? Hả? Nói gì cô không nghe vậy? Rồi thứ hai là miêu tả bốn bức tranh nè. Miêu tả bốn tranh mới. Vâng. À. Không không em không có. Cô nói gì cô đâu nghe được gì đâu. Rồi em làm check. Hai đứa về phải làm check kia nha. Tại vì có rất là nhiều. Rồi, hôm trước mình làm check bao nhiêu á? Check 5, 6 về làm cho cô check 7, 8. Dạ Rồi nghỉ vâng nhé. ạ. Để Dạ cô vâng. xử lý Goodbye. việc đây Goodbye, nhé. Sugi. Ok. Ừ.